Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang quan tâm dõi các tin tức thời sự 12 giờ trưa trên kênh VTV4 Đài Truyền hình Việt Nam. Bản tin của chúng tôi sẽ gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Phát lệnh xuất khẩu những container đầu tiên của năm Quý Mão từ cảng Tân Cảng Cát Lái, thành phố Hồ Chí Minh, phát huy vai trò cửa ngõ lưu thông hàng hóa quan trọng ra thế giới. Vượt qua nhiều khó khăn trong năm 2022, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam cán mốc kỷ lục 1 tỷ đô la Mỹ, tiếp tục là một trong những mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Đầu xuân đi lễ không chỉ để cầu may mà còn để hướng thiện, tìm đến những điều tốt đẹp và đến sự bình an trong tâm hồn. Và sau đây là nội dung chi tiết. Tối qua ngày 29 tháng 1, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự và bấm nút phát lệnh xuất khẩu những container đầu xuân Quý Mão 2023 tại cảng Tân Cảng Cát Lái thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân. Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ sự vui mừng và xúc động khi được chứng kiến không khí làm việc khẩn trương, hối hả, hăng say, nhiệt tình. Hàng nghìn container hàng hóa liên tục được xếp dỡ theo những chuyến tàu vượt đại dương mang sắc xuân của Việt Nam đến với bạn bè Nam Châu. Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương những thành tích đóng góp của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho quân đội, cho đất nước, trong đó đã làm tốt vai trò nòng cốt phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Trong đó, năm 2022 đã nộp ngân sách trên 1.900 tỷ đồng. Sản lượng container xuất nhập khẩu thông qua các cảng trong hệ thống Tân Cảng Sài Gòn chiếm 55% thị phần cảng biển cả nước. Thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Tân Cảng Sài Gòn tập trung thực hiện vai trò nòng cốt trong đầu tư khai thác các cảng nước sâu tại các vị trí chiến lược về địa chính trị, địa kinh tế, địa quân sự với định hướng phát triển, tự tin vươn tầm, cạnh tranh ngang tầm các cảng biển lớn trong khu vực và trên thế giới. Góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với tích cực chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả. Thủ tướng cũng đề nghị Tân Cảng Sài Gòn góp phần phát triển kinh tế sông, giao thông đường thủy nội địa, nhất là tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thủ tướng tin tưởng năm 2023, Tân Cảng Sài Gòn sẽ đạt được nhiều thành tích nổi bật, nhiều mốc tăng trưởng mới, nhiều kỷ lục mới, hướng tới mục tiêu trở thành tập đoàn kinh tế quốc phòng hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế biển và dịch vụ logistics, thương hiệu uy tín, chất lượng toàn cầu. Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh kết nối lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế biển, nâng tầm quốc gia, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, truyền thống của quân đội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Năm 2022, kinh tế các địa phương trong vùng đồng bằng sông Cửu Long đều có mức tăng trưởng khá. Trong đó, tỉnh Hậu Giang lần đầu tiên có mặt ở nhóm dẫn đầu của cả nước. Những ngày đầu năm mới, địa phương này cũng đón tin vui khi có thêm các nhà đầu tư tìm đến. Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết, tỉnh Hậu Giang đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho một dự án có tổng vốn lên đến 23 triệu đô la Mỹ. Đó là nhà máy sản xuất thức ăn thủy sản công suất 126.000 tấn một năm. Giai đoạn 1 của nhà máy sẽ hoàn thành vào tháng 5 năm 2024. Khi hoạt động, doanh thu mỗi năm dự kiến hơn 160 triệu đô la Mỹ. Lý do tôi chọn đầu tư tại Hậu Giang vì Hậu Giang là trung tâm của vùng Mekong gần với Cần Thơ, là khu vực trọng điểm phát triển ngành thủy sản, có hệ thống giao thông thuận lợi, con người thân thiện, nhiệt tình, dễ dàng tuyển dụng người tài. Nếu đánh giá về môi trường đầu tư, tôi xin cho 100 điểm. Đây là một tín hiệu tích cực cho kinh tế của tỉnh Hậu Giang và cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2022, địa phương này đã đón nhận thêm 12 dự án với tổng vốn gần 19.000 tỷ đồng. Trong đó có nhiều dự án công nghiệp lớn. Tỉnh xây dựng cái tiêu chí là chỉ thu hút những cái nhà đầu tư và những ngành nghề nó có cái tác động lan tỏa. Cái thứ hai nữa là nó phải có cái hàm lượng công nghệ cao, đóng góp lớn cho ngân sách và đặc biệt là thân thiện với môi trường. Với quan điểm hành động là hai nhanh giải phóng mặt bằng và thủ tục đầu tư. Và ba tốt, cơ hội tốt, chính sách tốt, hạ tầng tốt. Hậu Giang đã trở thành điểm đến cho nhiều doanh nghiệp. Hiện địa phương này tiếp tục quy hoạch nhiều khu công nghiệp mới, gắn kết với các tuyến đường cao tốc sắp hoàn thành. Quy hoạch các cái khu công nghiệp, các khu đô thị ở những cái nút giao của các cái đường cao tốc thì cái việc này sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong cái việc vận chuyển hàng hóa đến sân bay hoặc là đến đồng bằng sông Cửu Long hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Năm ngoái, Hậu Giang đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long và đứng thứ tư cả nước về tăng trưởng kinh tế. Hiện địa phương này đang đầu tư thêm 7 khu công nghiệp, nâng tổng diện tích khu công nghiệp của tỉnh lên hơn 2.200 hectare. Đây không chỉ tạo thêm nguồn lực tăng trưởng mà còn giải quyết việc làm cho hàng vạn lao động, hình thành các trục phát triển mới cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
Thưa quý vị, 1 tỷ đô la Mỹ là giá trị xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong năm 2022 vừa qua. Đây là ngưỡng cao nhất từ trước đến nay mà ngành cá ngừ đã đạt được. Như vậy, cá ngừ tiếp tục khẳng định vai trò là một mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam bên cạnh tôm nuôi và cá tra. Kết quả này thực sự là tin vui đối với cả ngành thủy sản, từ ngư dân đến các doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu cá ngừ. Vậy nhờ đâu mà xuất khẩu cá ngừ lại đạt được kết quả như vậy trong bối cảnh đối mặt với hàng loạt khó khăn trong cả năm vừa qua? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự sau. Nhiều khó khăn chất chồng trên những con tàu khai thác cá ngừ. Khó khăn sau thời gian dài dịch Covid-19 bủa vây các làng biển và khó khăn khi cả năm 2022 vừa qua giá dầu liên tục ở mức cao. 200 triệu đồng là mức phí tổn cho một tàu cá trong mỗi chuyến biển khai thác cá ngừ từ 20 ngày đến 1 tháng. Nhưng cuối cùng, ngư dân khai thác cá ngừ cũng trở lại bám biển. Nhờ vậy, sản lượng cá ngừ khai thác trong năm qua vẫn ở mức 70.000 tấn. Trong đó, riêng cá ngừ đại dương khoảng 17.000 tấn. Bây giờ trước dịch Covid á, thì rất là khó khăn cho bà con ngư dân. Nhưng mà sau qua dịch rồi thì cũng như là những cái con tàu mà đi bắt là ví dụ có sập dưa, có người đại dương. Thì nói chung bây giờ thấy là rất tạm ổn. Là xăng dầu nó cũng ổn định, là thị trường nó ổn định cho bà con ngư dân họ làm. Thì ngành thủy sản cũng tạo mọi điều kiện và người dân họ phấn khởi để vươn khơi. Và cái giá cá nó cũng vừa rồi nó cũng được. Nên chính vì thế nên là cái xuất khẩu cá ngừ vừa rồi nó cũng thành công. Sản lượng cá ngừ mà ngư dân khai thác dù chỉ chiếm 1/3 nguyên liệu cho các nhà máy chế biến nhưng lại là nguồn nguyên liệu quan trọng bởi chất lượng cá ngừ khai thác đã được cải thiện rất nhiều so với trước. Hiện cả nước có khoảng 200 doanh nghiệp xuất khẩu cá ngừ. Nhiều doanh nghiệp đầu tư nhà máy chế biến cá ngừ với công nghệ thuộc dạng hiện đại trong khu vực. Chất lượng cá ngừ khi xuất khẩu đã đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Đây là lý do đầu tiên giúp mặt hàng cá ngừ của Việt Nam có mặt ở 99 thị trường trên thế giới. Năm 2022 là năm đầu tiên giá trị xuất khẩu cá ngừ đạt hơn 1 tỷ đô la Mỹ, tăng 34% so với năm 2021. Mà cái năng lực chế biến của chúng ta thì so với các nước ở trong Đông Nam Á là chúng ta vẫn là một trong nước là đứng đầu. Cái uy tín về chất lượng và cái thị trường mà chúng ta đảm bảo được uy tín. Cái này nó đã được duy trì nhiều năm và năm 2022 là nó đạt một cái đỉnh cao so với những năm trước đó. Tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ đã tác động tích cực đến ngư dân. Ngư dân an tâm khai thác và điều chỉnh cách khai thác để sao cho bán được cá ngừ một cách thuận lợi nhất. Vì vậy, vào lúc này, ngư dân đang dồn sức lo cho chuyến biển như là cách để khởi đầu một năm giữ đà tăng trưởng xuất khẩu cá ngừ. Vâng, như vậy, cá ngừ là con cá tỷ đô la Mỹ thứ hai của thủy sản Việt Nam sau cá tra. Mỹ hiện là thị trường tiêu thụ lớn nhất của cá ngừ Việt Nam với 487 triệu đô la Mỹ trong năm 2022. Kết quả xuất khẩu cá ngừ năm qua rất có ý nghĩa đối với thủy sản Việt Nam. Tuy nhiên, bước sang năm 2023, xuất khẩu cá ngừ đang phải đối mặt với nhiều khó khăn và thách thức. Cụ thể, do tình trạng lạm phát thì nhiều thị trường nhập khẩu cá ngừ của Việt Nam đã có sự sụt giảm đáng kể trong những tháng cuối năm 2022 vừa qua. Chẳng hạn như tại thị trường Mỹ, sau khi sụt giảm trong tháng 11, xuất khẩu sang thị trường này tiếp tục giảm 38% trong tháng 12. Nhiều dự báo cho thấy xuất khẩu cá ngừ trong quý 1 năm nay sẽ không thể giữ kết quả tích cực. Nếu có phục hồi thì phải đợi đến nửa cuối năm nay. Ngoài lạm phát thì cảnh báo thẻ vàng của Liên minh châu Âu EC đối với nghề cá Việt Nam cũng là thách thức khi xuất khẩu cá ngừ vào thị trường này. Trong một thông tin đáng chú ý khác thì lượng rơm rạ sau thu hoạch ở nước ta là rất lớn, lên tới gần 46 triệu tấn một năm. Còn lượng chất thải từ hoạt động sản xuất lúa chiếm tới 50%. Tức là cứ 1 tấn lúa thì lượng phụ phẩm từ loại cây lương thực truyền thống này sẽ rơi vào khoảng 1 tấn, tương đương với 10 đến 12 tấn phụ phẩm trên 1 hecta. Trước thực tế sản xuất lúa gạo hàng năm tạo ra lượng rơm rạ khổng lồ, thì tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, từ lâu những phụ phẩm từ đồng ruộng đã mang lại nguồn lợi thu về cho bà con hàng tỷ đồng mỗi năm. Ở đồng bằng sông Cửu Long là rất là dồi dào, nhưng mà bà con nông dân đốt dơm thì tôi thấy rất là tiếc. Mà giờ mình không có thay đổi ý thức của họ được một cách triệt để thì mình sẽ thay đổi bằng cách là mình thấy mình mua dơm giá cao. Mỗi năm 3 vụ, mỗi năm đồng bằng sông Cửu Long sản xuất khoảng 24 triệu tấn lúa thì cũng tương đương tạo ra 24 triệu tấn rơm rạ, không còn đốt bỏ hay vùi dưới ruộng. Chiếc máy cuộn rơm này đang tạo ra một nguồn thu nhập mới cho những người như anh Sang. Một hecta là khoảng 300 kg dơm.
mà một ngày máy tôi làm có thể là làm được là 10 hecta, tương đối một ngày cũng 30 tấn. Mơ ước của tôi là làm sao để có được cái chiếc máy như thế này để chạy được quanh năm. Còn như máy của tôi là máy cày đa năng thì chạy được có mùa khô không à, mùa mưa thì mình chạy không được. Dơm được người Trà Vinh, Bến Tre, Sóc Trăng thu mua dùng cho chăn nuôi gia súc. Còn với người Kiên Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Cà Mau, Đồng Tháp thì dơm là để trồng hoa màu và trồng nấm. 5 năm qua, dơm dạ đã tạo nên một làng nghề mới ở xã Tân Hòa, huyện Lai Vung. Làng nấm dơm. Ủ dơm là bước đầu tiên, quan trọng nhất trong quá trình sản xuất ra nấm. Ủ khoảng 10 là 7 ngày sau là mình phải lột. Hôm nay tôi làm là 20 năm rồi. So với làm ruộng thì 3 tháng. Còn này thu nhập nó cao hơn mình ruộng. Bây giờ công việc này ai cũng đã quen hết trơn rồi. Không có gì cực nhọc. Thì dù sắp tới á, thì dù là tôi chắc thì sau này em Út mới thấy đạt hiệu quả thì tôi cũng vẫn chắc dài dài hoài. Sau một đêm bận rộn, giờ là lúc hàng trăm kg nấm sẽ được chuyển về các chợ ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là điểm cuối trong vòng quay biến dơm dạ thành tiền. Sau dơm, người đồng bằng sông Cửu Long còn nói tới vỏ trấu hay cám, những phụ phẩm tỷ đô từ cây lúa. Tiếp theo hãy cùng chúng tôi điểm qua những bài viết nổi bật về Việt Nam trên các trang tin quốc tế trong vòng 24 giờ qua. Báo điện tử Logogia Du Việt Nam đưa tin Việt Nam đã thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI trị giá 1,69 tỷ đô la Mỹ từ đầu năm cho đến ngày 20 tháng 1. Cụ thể, trong tháng 1, các địa phương đã cấp phép cho 153 dự án FDI mới trị giá 1,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 48,5% về số lượng và gấp 3,1 lần về giá trị. Trong số các dự án này, những dự án liên quan đến bán buôn, bán lẻ và sửa chữa ô tô và xe có động cơ chiếm hơn một nửa tổng vốn FDI. Tiếp theo là các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo. Cũng trong tháng 1 đã có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Trong đó thì Singapore là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, tiếp theo là Trung Quốc. Trang điện tử EIN có trụ sở tại Mỹ cho biết sản phẩm gỗ của Việt Nam gây ấn tượng tại triển lãm nội thất lớn nhất Vương quốc Anh. Các sản phẩm nội thất của 6 doanh nghiệp Việt Nam đã được trưng bày tại triển lãm nội thất JFS 2023 tại Birmingham trong tuần qua. Các gian hàng của Việt Nam với các sản phẩm đồ gỗ và đồ trang trí, nội ngoại thất, đồ thủ công mỹ nghệ, nội thất khách sạn và thiết bị chiếu sáng đã thu hút nhiều nhà bán buôn và bán lẻ của Vương quốc Anh cũng như khách tham quan. Là nước sản xuất và xuất khẩu đồ nội thất lớn thứ 3 trên thế giới và lớn nhất Đông Nam Á, Việt Nam tự hào có sản phẩm đáp ứng yêu cầu của thị trường Anh. Năm ngoái, Việt Nam thu về gần 240 triệu đô la Mỹ từ xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang Anh. Báo điện tử The Star của Malaysia cho biết, công ty định giá thương hiệu Brand Finance vừa công bố báo cáo Global 500 năm 2023 xếp hạng 500 thương hiệu giá trị nhất thế giới. Trong đó thì Viettel là thương hiệu duy nhất của Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng của Brand Finance, đứng ở vị trí thứ 234. Trong khi đó thì hãng thương mại điện tử Amazon đã vượt qua Apple để trở thành công ty giá trị nhất thế giới. Brand Finance thành lập năm 1996 là công ty tư vấn định giá thương hiệu hàng đầu thế giới có mặt tại 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Báo điện tử Sputnik của Nga phiên bản tiếng Việt dẫn thông tin từ trang mạng Numbel có trụ sở tại Serbia cho biết Hà Nội là thành phố an toàn thứ 5 ở Đông Nam Á, trong khi thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ 14. Numbel là trang mạng chuyên đánh giá chất lượng sống ở các thành phố trên thế giới, trong đó có bảng xếp hạng thành phố an toàn. Trang này định nghĩa an toàn là có thể đi bộ một mình an toàn vào cả ban ngày lẫn ban đêm. Với tiêu chí như vậy, Chiang Mai giành được 75,5 điểm, xếp thứ nhất tại Đông Nam Á. Hà Nội của Việt Nam được 62 điểm, xếp thứ 145 thế giới và thứ 5 Đông Nam Á, trong khi thành phố Hồ Chí Minh xếp thứ 14 trong khu vực. Trong phần tiếp theo của bản tin, nhà ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất đón lượng khách kỷ lục trong dịp Tết năm nay với 140.000 lượt khách, gấp đôi công suất nhưng không xảy ra tình trạng lộn xộn. Đầu xuân đi lễ không chỉ để cầu may mà còn để hướng thiện, tìm đến những điều tốt đẹp và đến sự bình an trong tâm hồn. Bản tin xin được tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác. Sau Tết, đang có khoảng 500 doanh nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển hơn 14.000 lao động. Trong đó, các doanh nghiệp may mặc và da giày cần 5.000 người,
điện và điện tử gần 2.200 người, bán buôn gần 1.000 người. Trong tháng 2 tới, thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao dịch việc làm. Đáng chú ý là việc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thanh niên sẽ tổ chức kết nối người lao động tại các tỉnh thành như Cần Thơ, Bến Tre, Long An, Phú Yên, Bình Định, Gia Lai và Kon Tum nhằm giải quyết nhu cầu lao động trong quý 1 năm nay. Thưa quý vị, cảnh sát giao thông lập chốt tiếp nước và nhu yếu phẩm cho bà con. Đó là những hình ảnh đẹp của cảnh sát giao thông tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài việc bảo đảm an toàn, điều tiết giao thông, cảnh sát giao thông còn hỗ trợ người dân miền Trung lên đường trở vào các tỉnh phía Nam làm việc sau thời gian nghỉ Tết. Vì thế mà hành trình cả nghìn cây số cũng trở nên gần và ấm áp hơn đối với họ. Trên xe máy dầm mưa vượt đoạn đường dài gần 1.000 cây số từ Quảng Nam về thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù mệt mỏi, nhưng vợ chồng anh Nguyễn Văn Thắng ấm lòng khi được lực lượng phát quà và tuyên truyền hướng dẫn cách tham gia giao thông an toàn. Cái cũng ý nghĩa, có mấy chú cảnh sát có tấm lòng để giúp đỡ cho mình cách đi đường là cũng cảm ơn. Sau Tết, khắp nẻo đường người dân bắt đầu di chuyển rời quê vào lại Nam mưu sinh để giúp đỡ cũng như đồng hành cùng người dân khi tham gia giao thông được an toàn và thông suốt. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tổ chức nhiều hoạt động tiếp sức như phát nhu yếu phẩm và tuyên truyền, phổ biến những quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông để đảm bảo đường vào lại miền Nam an toàn. Lưu lượng cho người tham gia giao thông từ các tỉnh phía Bắc vào Long An, tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Tây Nguyên tăng trong thời dịp Tết, thì chính vì lẽ đó thì cán bộ trọng cảnh sát giao thông tăng cường các tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông và có những cái phần quà nhỏ để tiếp sức cho người dân tham gia giao thông đi vào tỉnh Việt Nam. Những việc làm thiết thực này nhằm giúp đỡ, hỗ trợ người đi xe máy đường dài vượt qua khó khăn, mệt nhọc để tiếp tục tham gia giao thông an toàn. ...140.000 lượt khách là số lượng hành khách qua sân bay Tân Sơn Nhất trong ngày hôm qua mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Như vậy là gấp đôi công suất khai thác của các quốc nội của sân bay này. Lượng khách đông là do nhiều người nghỉ Tết kéo dài đến hết tuần mới quay trở lại làm việc. Tuy nhiên, khu vực này không xảy ra lộn xộn như các năm trước. Mặc dù lượng khách tăng cao trong ngày mùng 8 Tết, thế nhưng tại sân bay Tân Sơn Nhất không xảy ra tình trạng ùn ứ bởi đơn vị này đã ứng dụng công nghệ thông tin trong tính toán các khung giờ cao điểm của từng khu vực, qua đó điều tiết nhân sự và thiết bị phù hợp. Năm nào em cũng về quê nhưng mà năm nay em thấy là cái không khí lúc vào đây tất cả mọi thứ trên đường đều rất là thông thoáng, thuận lợi cho hành khách đi lại. Không có ùn ứ. Rất là trật tự, có cháu nhỏ đi nhưng mà vẫn là rất là thoải mái, không có phải như mọi năm trước. Theo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong ngày 29 tháng 1, tổng lượng khách đến sân bay đạt hơn 140.000 lượt với 923 chuyến bay. Tuy lượng khách tăng cao, nhưng công tác phục vụ cao điểm Tết tại đây khá ổn định. Hàng loạt các phương án nâng cao năng lực khai thác được triển khai như phối hợp nhịp nhàng với các đơn vị trong việc phân luồng khu làm thủ tục đến khu an ninh soi chiếu. Tân Sơn Nhất cũng lần đầu tiên triển khai hệ thống tra cứu thông tin chuyến bay quốc nội và bản đồ phương tiện giao thông công cộng giúp hành khách chủ động tìm thông tin lựa chọn đi lại. Đặc biệt, các làn đường nội bộ hiện được điều phối linh hoạt cho taxi, ô tô công nghệ vào đón khách. Lực lượng phân luồng, hướng dẫn khách cũng được tăng cường. Thì mình thấy là thứ nhất là ở đây là rất là thông thoáng và sạch sẽ, đường xá rất là ok, rất là tốt. Còn cái thứ hai nữa là mình thấy là cơ sở hạ tầng ở đây bây giờ hiện đại, cũng hiện đại rất là nhiều. Gần như là cũng giống như những cái sân bay quốc tế của bên nước ngoài luôn. Ước tính trong cả dịp Tết Quý Mão, Tân Sơn Nhất đón hơn 3,8 triệu hành khách với gần 27.000 lượt chuyến bay, tăng gần 10% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy các chuyến bay quốc tế chưa phục hồi như trước dịch, nhưng nhu cầu đi lại trong nước tăng mạnh, nên dịp Tết năm nay, lượng người qua ga quốc nội sân bay được xem là cao nhất từ trước đến nay. Tiếp tục với các thông tin văn hóa về một số lễ hội đầu xuân. Sáng ngày 29 tháng 1, lễ hội Lồng Tông hay còn gọi là lễ hội Xuống Đồng đã diễn ra tại huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Đây là lễ hội truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Tày, được tổ chức hàng năm vào ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch. Lễ hội Lồng Tông diễn ra gồm hai phần. Phần lễ bao gồm các nghi lễ cúng tế tại đền Bách Thần với những sản vật dâng lên trời đất và các vị thần. Sau đó, đoàn rước lễ rước kiệu sẽ tiếp tục thực hiện nghi lễ cúng tế trời đất để cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu, đời sống ấm no hạnh phúc.
Năm nay, lễ hội được tổ chức gắn với việc đẩy mạnh quảng bá và phát triển du lịch của huyện Chiêm Hóa với các hoạt động văn hóa truyền thống và kết nối du lịch, thu hút đông đảo đồng bào, các dân tộc và du khách tham gia thi đấu và cổ vũ. Thưa quý vị, du xuân với nhiều người là để cầu may trong dịp đầu năm, còn với một số người, du xuân lại đơn giản là để thư giãn và hòa mình với thiên nhiên và đất trời. Nhưng điểm chung là ai cũng mong muốn những điều an lành, tốt đẹp. Trong những ngày đầu năm mới, nhiều lễ hội diễn ra trên khắp cả nước. Tuy đây đó vẫn còn những hình ảnh chưa đẹp, nhưng việc ứng xử văn minh nơi công cộng, giữ gìn nét đẹp văn hóa chốn tâm linh đã ngày càng được chú trọng hơn. Lễ hội Chùa Hương, tuy ban tổ chức đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng cũng không thể kiểm soát hết mọi thứ khi mà số lượng du khách quá đông. Và không phải ai cũng có ý thức tốt. Cách Chùa Hương gần 70 cây số, tại cụm di tích Đình Chùa Bia Bà. Dù ban tổ chức liên tục bắc loa tuyên truyền, nhưng có vẻ không nhiều người quan tâm. Tiền lẻ vẫn được cài khắp nơi. Tình trạng đốt vàng mã, sử dụng rất nhiều hương vẫn xảy ra. Khói nhiều, hương nhiều, thành ra là kiểu như mù mịt, nước mắt mình nó chảy ra, thành ra mình nó không được thanh tịnh cho lắm. Nhưng tại rất nhiều điểm thờ tự, du khách thực sự được tìm về không gian yên ả và thanh tịnh. Tại ngôi chùa này, những sợi dây ước nguyện được treo ở cổng chùa. Mỗi người tự tay viết lên đó những điều ước hoặc đọc những dòng chữ trên sợi dây ước nguyện. Chỉ vậy thôi cũng cảm thấy niềm an lạc. Thấy rất là bình an cũng như là một cái món quà, một cái món ăn tinh thần nào đó mà mình cảm thấy rất là yên tâm. Và cái lòng mình nó bình an hẳn khi mà mình treo những cái ước nguyện của mình lên. Nhiều người cứ nghĩ rằng là tốt lễ dễ kêu, rồi là sắm thật nhiều lễ nghi về Phật Thánh mới chứng giám, chứng minh mới phù hộ. Cái đó không phải. Cái thành tâm thì chư Phật, chư Thánh đã chứng giám rồi. Thế nên khi thực hành nghi lễ ở nhà hay ở nơi tâm linh, ở chùa, đình đền, miếu phủ vân vân, thì cái quan trọng nhất của chúng ta đó là hai chữ thành kính. Không phải mâm cao cỗ đầy, chen lấn xô đầy mới có nhiều lộc. Bởi những ai hiểu về đạo Phật đều biết rằng Phật tại tâm. Đi lễ đầu năm là để hướng thiện, tìm đến những điều tốt đẹp. Từ đó luôn có sự thanh thản, an vui. Và trong phần cuối của bản tin, như thường lệ sẽ là các thông tin dự báo thời tiết cho các vùng vào ngày mai. Bản tin thời sự 12 giờ trưa của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Quý vị đừng quên truy cập vào các nền tảng số của chúng tôi để xem lại chương trình hoặc xem thêm nhiều nội dung khác từ VTV4. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.